Hết nhỉ? 130 nữa. Trận đấu là 79kg chung kết giữa Nguyễn Minh Phong và quân đội góc thẳng đỏ gặp Mai Thị Vàng và đàn ông góc thẳng đen. Các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Đấu gì nữa, chỉ đấu xong đấu đầu tiên rồi nhận huy chương rồi phải để người khác đấu chứ gì, xích đâu vào đồng mai. Mỗi người chỉ có một hạng cân. Em chưa biết rồi chị ạ, đang chờ lịch. Hai bên là đấu ai?
Đánh tiêu cực. Đang mười xong rồi. Đâu. Với số điểm 16/6 ông Nguyễn Quốc Thẳng.